Hôm nay ngày 29 tháng 7, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết giao thương giữa Trung Quốc và các nước thành viên Đông Nam Á vẫn đang tiến triển tốt. Kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á trong năm 2014 đã tăng 8,23% so với năm 2013. Trong năm 2014, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Đông Nam Á là 480 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,23% so với năm trước. Trong nửa đầu năm nay, kim ngạch thương mại đã đạt 224 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc và Đông Nam Á là các đối tác thương mại lớn. Bà Gao Yan cho biết cả hai sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế dựa trên những thỏa thuận có lợi cho cả hai bên. Các nước thành viên Đông Nam Á đã đầu tư hơn 90 tỷ đô la Mỹ vào Trung Quốc. Trong khi đó, mức đầu tư ngược lại từ Trung Quốc cũng tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh đó, Hội chợ triển lãm Trung Quốc Đông Nam Á được thành lập từ năm 2003 cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương. Mới đây, thì Trung Quốc đã cho lắp kính thiên văn vô tuyến được cho là lớn nhất thế giới tại một huyện vùng núi của tỉnh Quý Châu của nước này. Kính thiên văn vô tuyến khổng lồ này được lắp từ 4.450 tấm gương phản xạ, có diện tích bằng 30 mặt sân bóng đá. Khi hoàn tất việc lắp đặt, kính thiên văn có tên là FAST này sẽ là kính thiên văn lớn nhất thế giới với đường kính 500m, lớn hơn cả đài quan sát thiên văn Arecibo có đường kính 300m ở Puerto Rico. Sự ra đời của kính viễn vọng này sẽ giúp Trung Quốc nâng cao khả năng quan sát vũ trụ. Với độ siêu nhạy cảm và tầm quan trọng của sóng vô tuyến, FAST có thể thu nhận những tín hiệu yếu nhất của vũ trụ, không có sóng nào hiệu quả hơn sóng vô tuyến. Để phát hoạt động, Trung Quốc và đơn vị thực hiện công trình này đã xây dựng một trung tâm siêu máy tính. Việc xây dựng kính viễn vọng bắt đầu từ tháng 3 năm 2011 tại một thung lũng hình lòng chảo ở phía tây nam tỉnh Quý Châu, Trung Quốc và sẽ hoàn thành trong năm 2016.